Đức Thánh Trần Triều là khúc hát văn ngợi ca công đức của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Quốc sử ký Việt Nam Trần Thị, lịch nhật đế vương kế thế trị bình, thiên trường bảo lộc địa linh, sơn hà dục tú trung anh thầm thi. Phán triều đình tuy năng đăng định nghi cứu lương dân, thụ định y tham tàn chư bách quan thượng tấu thiên nhan, đồng cử trần quý tiên ba. Bài khai thủy trận quang mang, cổ binh lục điểm quỳ tướng ngũ hành, ba linh khất kỳ binh, ngũ tuy ba linh khất kỳ binh, ngũ tuy thị hùng tài, bất quý phương sư mộc thông thánh xuất mưu lì, mặt chuyên mai phục thủy tề thiền nan. Bạch đăng nhất trận
một thời gian dài mai một, tưởng bị mất hẳn. Hát văn, hầu bóng, một nghi thức nhập hồn trong tín ngưỡng dân gian người Việt đã trở lại không gian thờ cúng theo ý nguyện của người dân. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hát văn, hầu bóng xuất hiện ở nước ta có đến cả ngàn năm. Cũng có người nói hát văn, hầu bóng phổ biến rộng rãi từ thời nhà Lý. Bản xứ hữu sai, chứ trung quân vô trận hoàng tài, ngân hà tổng giáp kiếm tài, thu linh. Tài hộ quốc công cao đệ nhất ni, sắc già phong lục chật y tiên trung. Mới hay, âm nhạc dân gian luôn ẩn chứa những sức mạnh của tư tưởng, của tâm linh. Mà thiếu nó, chúng ta khó có thể xây dựng một nền văn hóa chứa đựng tâm hồn và khát vọng của dân tộc. Thần hóa vì linh thần hóa vì.